Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần? Ta là chủ nhân mới của sức mạnh này. Ngươi chẳng biết được tham vọng của ta đâu. Ta là chủ nhân mới của sức mạnh này. Ta tiện người một đoạn xuống địa ngục vậy. Chăn chối đi.